Mới mua được cái quần fashion Mita ghê, chiều nay mặc đi sinh nhật mới được. Bé Hai ra bà biểu. Dạ. Gì vậy bà? Bé Hai, con ở nhà canh nhà nha. Khi nào mà cô dây trai tới mua đồ thì cứ lấy đồ ra bán hay chưa? Bà đi chợ á. Dạ. Nó nhà canh nhà nha nè. Đi có cô dây trai nào tới thì lấy đồ bán đi, tao đi ngủ đó. Em biết rồi. Dây trai đi. Ê, cô lấy đủ đồ rồi, cô về nha. Khoan đã cô, còn cái quần rách nữa nè, cô lấy không? Về làm nồi lao. Ê, cái quần này về lau nhà thấm nước tốt lắm nè. Cảm ơn con nha. Ê nào ơi, mày thấy cái quần rách của tao đâu không? Cái quần rách thấy ghê, em cho bà bán như chay rồi. Trời ơi, quần tao mới mua đó. Kiếm ai chơi chung với mình giờ ta? À, con Na. Na ơi. Na ơi, tao mới có chồng mới nè, mày chơi với tao không? Trời ơi. Bây giờ mình làm sao cho bá bịch này đừng làm rớt đó. Yeah, nhưng mà em có được kẹo không? Tao sẽ cho mày cái này. Ok. Cầm đi. Đó, chơi vậy đó, không được rớt đất là được, biết chưa? Mày chơi gió ẹc à, trả lại tao mày. Đây. Bà ơi, đây là bạn mới của con. Chẳng chào bà. Bà ơi, cho con xin phép làm quen bé Hai nha bà. Mày có tài năng gì mà đồ quen cháu tao? Ê, tài năng hả? Con có nhiều tài năng lắm á. Nhưng mà đặc biệt tài năng của con là chụp bọc đó. Chụp bọc làm sao? Chụp sao chỉ cho bà đi con. Dạ vậy đi bà. Bây giờ hai cái bịch bên đây mình chụp bên đây rồi chụp bên đây, chụp bên đây, chụp bên đây. Vậy đó. Rồi đây 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 để ba thử nha. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Hey, hay bà ơi. Trời hay quá bà ơi, bà có năng khiếu quá. Bà đi theo con chỉ cho bà thêm nhiều trò nữa nha. Hey, ba cái trò nhảm nhí này vậy bà cũng tin nữa. Hey. Sau bao ngày trồng trọt thì trái dưa hấu của ta cũng lớn mạnh rồi. Nè, thấy gì không? Thấy dưa hấu chứ gì? Muốn ăn không? Không. Chị Hai điên rồi, mình mà ăn đó là bà đánh đó. Bà thấy cái dòng chữ gì không? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mình ăn dưa hấu mình nhả hạt, coi như mình nhớ người trồng cây rồi. À cũng được cũng được, ăn. Đi 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 đi. Nè, ăn nhớ nhả hộp trả lại cho bà đó. Dạ. Bà ơi, bà hạt dưa hấu này bà trồng đi. Ủa mấy cái hạt này ở đâu ra vậy? Dưa hấu của bà đó, chị Hai bắt con ăn. Trời đất ơi, bà mẹ của mấy. Bé Hai, tỉnh dậy dẫn ba ra chợ coi. Dạ. Mày suốt ngày cứ ngủ không à. Trời, nhanh lên. Ủa bé Hai. Bà ơi, bà ngồi cẩn thận nha, có chừng lọt ruộng đó. Sao bữa nay bà không nói gì hết trơn ta? Chắc bà bị đau họng rồi đó. Ý bà ơi, con hết biết đường rồi. Ủa bà ơi, bà đâu có tiêu rồi. Bà ơi, y chết. Bà chưa leo lên xe. Em sợ quá à, em sợ bà không cho. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, mình giữ lại nuôi đi em. Thôi, để em về em nói lại với bà. Bà ơi, bà chị Hai có em bé. Sao con biết? Chính tay con nghe thấy mà. Trời đất ơi, đi. Cúc cu. Ủa bé Hai, con bé nào nó về nó nói là mày có em bé đó. Con có em bé rồi nào. Rõ ràng là con bé nào nó về nó nói với tao là mày có bầu. Em nghe rõ ràng mà. Có, hồi nãy là tụi con đang nói con chim cúc cu đây nè. Con chim cúc cu này nó đẻ. Đúng rồi bà. Ừ. Là... Công nhận hôm bữa mình chôm cái mì của bà ăn ngon ghê. Để bữa nay mình thử làm món mới coi nó ngon như thế nào nha. Ăn mì tôm thanh long thì bình thường quá. Hôm nay mình sẽ kết hợp với nước tương nè, wasabi nè. Wasabi. Để ăn coi nó ngon không. Mặn quá. Con sẽ bị cay quá. Dở quá. Hôm nay tao sẽ nhét ớt vô đây cho mày ăn nha con Na. Bé Hai ơi. Dạ. Kẹo ai để đây ta? Thôi dí em cho ăn kẹo nè. Ôi anh cảm ơn Na nha. Ôi cái này chắc là bé Hai cho mình nè. Chắc là ngọt ngào lắm đây. Kẹo gì mà cay dữ ta. Wow, vườn kẹo dẻo của mình thiệt là đẹp. Chị Hai đang làm gì vậy? Mày có thấy vườn kẹo dẻo của tao đẹp không? Tao với mày sẽ chơi thử thách ăn
ăn kẹo dẻo mà không dùng tay, ai là người thua sẽ phải rửa chén một tuần lễ. Ok. Mày thua rồi, bây giờ mày phải rửa chén một tuần. Cái đồ chơi ăn gian. Bà ơi. Ủa nè, con đang làm cái gì vậy? Bà muốn, có muốn ăn kẹo không? Muốn. Ý, cái này hay rồi nha. Nhưng mà Na ơi, ăn này chán quá à. Hay là mình ăn với muối tôm đi. Dạ, sữa đặc đi bà. Ừ, để bà chấm trước cho. Muối tôm nè. Sữa đặc nè. Ây da, ây da, đau bụng quá. Con cũng đau bụng nữa bà. Ây da. Giấu ở đây được nè. Không thôi con bé Hai nó thấy nó lấy của mình nữa. Phải rồi nha. Đem về cho chị Hai mới được. Chị Hai cho Hai nè. Ủa đâu ra mày có này vậy? Em bé của bà á. Ồ vậy là hai đứa mình sẽ múc ba ăn chân gà của bà nha. Cắm vô đây nhỏ. Cắm đi không nè. Ngon không? Ui em ngon. Ngon. Mà mặn quá. Mặn quá. Ngon quá à. Cho mày nè Na. Cảm ơn nha. Còn gì nữa đâu mà. Không biết Hai có nhà không ta? Không biết bà có nhà không? Ê Na, Na. Na, đưa bó bông này cho chị Hai giùm anh ơi. Rồi em được cái gì? Bánh kẹo. Ok. Trời, nhanh nha. Đẹp quá ta, phải bỏ vô cái này mới được. Á chi. Bà ơi, anh pha chế lạnh cho bà nè. Trời đất ơi, nhìn thằng đó như vậy mà chu đáo quá ha. Á chi. Á chi. Ôi, cái thằng pha lế này. Á chi. Trời, cái thằng pha đế này. Mày đừng có hòng mà tao gãi cháo tao cho mày nha. Á chi. Pha đế ơi là pha đế. Bà ơi, nước xúc xích ăn với nước tương thì sao bà? Thì ngon. Còn nếu tương ớt với lại xúc xích thì sao? Quá ngon. Còn xúc xích với wasabi thì sao nữa bà? Cài lắm đó. Bà thấy cũng được á. Vậy thì mình sẽ kết hợp ba cái ăn cùng xúc xích nha. Thì mình thử đi. Nước tương nè, tương ớt nè, wasabi nè. Nè, bạn đi bà. Ngon lắm á, con ăn đi. Ngon á, bà wasabi cao á. Cao quá.